Mới đây tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Sở Công Thương Yên Bái cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình sưởi ấm bản cao 2020 cho học sinh và các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại bày tỏ, thông qua chương trình sẻ chia tình cảm của các cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Cục Xúc tiến Thương mại đến học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, kịp thời động viên, hỗ trợ và chia sẻ một phần những khó khăn, vất vả của các em học sinh và các hộ nghèo nơi đây. Tại hai xã Phình Hồ và xã Bản Công, Cục Xúc tiến Thương mại và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 380 suất quà cho các học sinh trường cấp 1, cấp 2 gồm sữa, màn chống muỗi, vở học sinh, cặp học sinh, bánh kẹo, thực phẩm và phở gói, v.v. Chương trình cũng đã trao tặng 50 hộ nghèo các phần quà gồm tiền mặt, sữa đậu nành, gạo, đèn pin, bánh kẹo, màn chống muỗi và lịch Tết. Tổng giá trị tiền mặt và hiện vật của chương trình trao tặng là hơn 300 triệu đồng. Chương trình thiện nguyện là một trong những hoạt động thiện nguyện thường niên của Cục Xúc tiến Thương mại với mong muốn góp phần nhỏ bé để bà con và các em học sinh nghèo đón một cái Tết an lành, đầm ấm, chung tay xây dựng cộng đồng, lan tỏa yêu thương.